Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới anh em Ngô Thanh Sang, anh em Đỗ Quang Huy, anh em Lương Duy, anh em Nguyễn Minh, anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Hồ Khánh, anh em Thanh Trần và cuối cùng là anh em Anh Tùng Lê. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên để ủng hộ cho kênh, giúp kênh có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa đối với các anh em hội viên 1 năm ở trên kênh. Anh em nào đã đủ 1 năm ở trên kênh thì tôi có một cái video clip tri ân anh em. Đấy, anh em muốn tôi chơi cái bộ gì thì anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Rồi và hôm nay là một cái ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của anh em Long Nguyễn. Trong ngày 29 tháng 12 thì anh em mong muốn là tôi sẽ làm một cái clip content đoán đội hình cuối game. Tôi thì tôi hiểu là ở đây là anh em muốn là tôi đoán cái đội hình của đối thủ. Ok, thì có thể đoán được qua cái truyền thuyết và cũng có thể đoán được qua việc là pick bài, pick ở trong cái cửa hàng mở rộng ấy. Đó, thì cứ dần dần nhá. Thực ra tôi cũng đoán được, mường tượng được khi mà đối thủ có cái bộ truyền thuyết này cũng như là đối thủ pick ở trong cái cửa hàng mở rộng rồi, nhưng mà thôi cũng cứ từ từ thôi, cứ từ từ tiết lộ dần nha anh em nhá. Còn lời đầu tiên thì cũng xin được chúc mừng sinh nhật của anh em Long Nguyễn. Chúc anh em Long Nguyễn sang tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn ở trong cuộc sống, trong công việc cũng như là gia đình hạnh phúc êm ấm nha anh em nhé. Rồi và hôm nay chúng ta sẽ làm cái content dự đoán theo yêu cầu. Thực ra là cái việc dự đoán thì nếu mà anh em để ý thì trận đấu nào tôi cũng có phân tích dự đoán về cái đội hình của đối thủ. Khi mà đối thủ có những cái việc là mua bài là một này. Thứ hai là gì? Là pick những cái con ở trong cái cửa hàng mở rộng. Thứ ba là gì? Là chúng ta xem cái bộ truyền thuyết thì chúng ta sẽ đoán được đối thủ chơi cái gì. Và từ đó tôi thường là tôi sẽ chơi những cái line up mà ít bị counter nhất. Đó, đơn giản là như thế thôi. Gần như là trận đấu nào nó cũng sẽ có cái tiết mục đó. Tuy nhiên là hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn nhá anh em nhá. Nó sẽ nói kỹ hơn. Đấy, ở trong trận đấu này thì anh em thấy là có hai con Saman. Đấy, có hai con Saman và có con rớt và con rồng. Đó chính là cái những cái line up mà 10 điểm ở đây. Ngoài ra chúng ta có hai con Warlock nữa. Đấy, có hai con Warlock 5 đô, hai con Saman 5 đô, hai con Mết 5 đô. 5 rồng 9 Mết là có khả năng là có người chơi. Warlock, God Warlock kết hợp với ác mộng bây giờ đang rất hot, khả năng là có người chơi. Saman, Mết Saman, Mết Saman là cũng khả năng là có người chơi. Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ phải, ngoài cái truyền thuyết ra thì chúng ta cũng phải xem cái này đã. Anh em thấy là ở đây rất nhiều người chọn mèo. Có một người là chọn hai con Saman ở trong cửa hàng mở rộng thôi. Còn lại anh em thấy là có người, người ta chọn mèo. Đấy, có người người ta chọn, có tới 4 người là chọn con mèo. Vậy khả năng là sẽ chơi một cái lineup gì đấy mà kết hợp của hai con mèo trong bộ Civet. Đó. Một cái lineup nào đấy mà kết hợp hai con đó vào thì chúng ta có thể đoán được ra. Ở trong cái bộ mà kết hợp hai con mèo thì nó cũng không có nhiều bộ đâu anh em. Cái bộ chúng ta có thể chơi bộ đỏ. Đúng không? Chúng ta có thể chơi bộ Warlock. Đấy, Warlock cũng được, Warlock cũng được. Nhưng mà cái bộ mà gọi là khỏe nhất, mạnh mẽ nhất thì chắc chắn là nó sẽ là cái bộ Insect. Đấy, thế nên là tôi đang có vẻ như hình dung ra là trận này sẽ có 4 thằng trên Insect. Tôi đoán là như vậy. Với cái việc là chọn cái con mèo ở trong cái bộ Civet vào trong cái cửa hàng mở rộng. Và tất nhiên là anh em nhìn là anh em cũng đoán được ra tôi là tôi đang xây dựng là theo cái lối là gì? Là bit. Bởi vì là tôi pick cái con giải cá và tôi chỉ pick duy nhất cái con giải cá. Là anh em biết. Đó. Cái lý do tại làm sao mà tôi lại chơi bit. Cái lý do là bởi vì là cái trận này ấy, đầu game mà tôi phân tích thì tôi thấy là có Saman là rất là khỏe. Ở đây có 6 Saman. Thì thường là những cái người người ta vào người ta nhìn thấy cái trận đấu có Saman ấy. Bình thường là người ta sẽ chọn Saman đúng không? Đấy, nhưng mà như thế này, nó ở một cái cấp cao hơn. Khi mà chúng ta ở cái mức rank bình thường thôi, mức rank khoảng dưới queen ấy, ở trong cái tầm này đầu mùa đúng không, thì queen nó là rất cao. Đấy, và dưới queen, cái tầm dưới queen nó là king ấy.
họ sẽ có một cái lối suy nghĩ là gì vào trong, nó sẽ pick như tôi phân tích từ đầu ấy, những cái con nào mà 5 đô ấy. Đấy, những cái con nào mà 5 đô mà có hai con 5 đô ở trong cái bộ nào thì người ta sẽ pick cái bộ đấy, đúng không? Thì ở đây là có cái bộ Saman rất khỏe, đúng không? Anh em thấy hai con 5 đô Saman. Hai con 5 đô Saman thì khả năng người ta đã chơi mid Saman. Đó. Nhưng mà đấy chỉ là cái lối suy nghĩ của cái rank, cái tầm rank nó gọi là hơi cao thôi. Đấy, chứ còn rank cao hẳn nhá thì nó lại như này cơ. Khi mà họ nhìn thấy cái bộ Saman ấy có hai con 5 đô thì họ sẽ chọn cái con đường là gì? À, chắc chắn là cái trận này sẽ có nhiều người chơi Saman thì tôi sẽ chọn một cái con đường đấy chính là counter Saman luôn. Vậy nó sẽ là cái bộ 6 block, đúng không? Đấy, tức là sẽ có người là người ta sẽ đi con đường 6 block để counter vào những cái thằng chơi Saman, bởi vì Saman nhiều mà. Đó, thì ở đây là tôi pick beat là bởi vì làm sao? Bởi vì là tôi lại cao hơn một cái tầm nữa. Đấy chính là tôi sẽ dự đoán là cái trận này sẽ có rất nhiều thằng nó sẽ chơi Warlock để nó counter mấy thằng Saman, nên là tôi chơi beat để tôi đấm mấy thằng Warlock. Đó. Cho cái thằng Warlock ấy nó đỡ gọi là độc bá. Bởi vì nếu mà Warlock ấy mà gặp toàn Saman thì nó sẽ rất bá. Đấy, và trận này tôi còn thấy là có cả Insect nữa, nên là nếu mà để cho cái thằng Warlock ấy mà nó đấm với Insect và nó đấm với cả Saman thì thực sự nó là một cái gì đấy nó rất là ác mộng luôn. Nó sẽ là ác mộng cuối game đây anh em. Nên là tôi sẽ phải chốt cái con là, tức là tôi sẽ phải có một cái bài mà tôi chặn lại cái bọn Warlock để không cho nó có khả năng nó phát triển đến late game nha anh em nhá. Đó chính là cái bài gì? Bài 6 bit dã thú nha anh em nhá. Đấy, chắc chắn là tôi đã chọn dã thú. Mặc dù cái phần này là cái phần thiệt thòi đấy, chơi dã thú thiệt thòi hơn so với những cái thằng kia, nhưng mà thôi chấp nhận anh em ạ. Ok. À, còn lý do tại làm sao mà ở trên cái bàn cờ bây giờ hiện tại nó vẫn chưa có dã thú thì đây nó chỉ là tận dụng đầu game thôi. Đầu game tôi được cho những cái con này tôi mua nha anh em nhá. Còn tí nữa thì một lúc nữa nó sẽ là thành về dã thú thôi. Đấy. Như tôi đã dự đoán là ở trong cái trận đấu này là sẽ có người chơi Warlock do có hai con Warlock làm đồ. Ngoài ra thì cái việc chơi Warlock ấy là còn counter rất nhiều vào những cái bộ như là Insectoid hay là những cái bộ như là Saman. Chính vì thế nên là tôi sẽ phải có con đường để counter vào Warlock nha anh em nhá. Đó, và tôi sẽ chơi beat. Chỗ này tôi sẽ chọn beat luôn. Rồi, ok. Đó. Tận dụng được những cái con được cho và chúng ta có chuỗi thắng sớm. Ui, giá ác mộng này, nhưng mà thôi không chơi đâu. Thực ra tôi cũng chưa ngán con ác mộng ở đâu, nhưng mà đây là một cái content, làm content theo cái yêu cầu của anh em nhân cái ngày sinh nhật của anh Long Nguyễn ấy. Đấy, về cái việc lựa chọn đội hình rồi thì chơi như nào cho nó hợp lý thì tôi sẽ làm theo cái content ngày hôm nay nha anh em nhá. Đó, beat là beat. Beat là beat, chắc chắn là beat nha anh em nhá. Phải là beat, không là cái khác được. Bởi vì trận này nếu mà không có beat ấy thì cái bọn Warlock nó sẽ rất là tự tin. Đấy, phải khẳng định với anh em, nếu mà không có beat thì cái bọn Warlock nó rất tự tin. Ở đây là anh em thấy là rất nhiều Insectoid, có tới 4 nhà Insectoid. Một nhà lộ ra là gì? Là chơi 4 nhà Insectoid này. Một nhà Saman là chắc chắn là chúng ta đã có 5 nhà rồi. Đấy, bây giờ thằng nào chơi Warlock, đúng không? Thằng nào chơi Warlock thì sẽ là cái nhà thứ 6. Đấy, nên là cái hai cái nhà còn lại thì tôi thấy là tôi thì đã chắc chắn là biết rồi, rất là rõ ý đồ. Nên là cái những cái thằng mà có ý đồ chơi Warlock ấy nó cũng sẽ phải cẩn thận. Nó sẽ không dám eco để chơi Warlock đâu. Đấy. Mà còn cái thằng còn lại cũng chưa rõ ý đồ. Chưa rõ. Nhưng mà tôi nghĩ là chỉ khoảng đến round 15 thôi là chúng ta sẽ biết được là tiếp theo nó sẽ là cái nhà nào. Chơi cái gì nha anh em nhá. Hiện tại là chúng ta đã rõ ràng là đã có là 5 nhà là rõ rồi. Tính cả tôi là 6 nhà là rất rõ rồi. Còn hai nhà còn lại thì từ từ đã. Chút nữa chúng ta sẽ biết anh em nhá. Đấy, những cái nhà eco này thì thực ra là có thể nó sẽ là Sasori. Cái đấy thì chưa biết, để xem. Nhưng mà không phải, không phải. Đấy là Insect đấy, Insect, Insect. Insect rất nhiều người chơi Insect luôn. Và có một cái thằng là nó khả năng là chơi God đấy, God Sasori nhá anh em nhá. Đấy. Chúng ta nhìn cái bảng này chúng ta có thể phán đoán được. Rồi. Bây giờ hiện tại cái đội hình này của tôi nó cũng tương đối mạnh, nhưng mà tôi muốn là đẩy thêm cái con heo vào nữa. Nên là chúng ta sẽ up 7 anh em nhá.
con heo này đẩy vào là coi như là chúng ta sẽ có 8 con đấy anh em ạ. Con heo là gọi thêm con đệ nữa, chúng ta sẽ có 8 con. Tạm thời tôi vẫn chưa thấy cái beat đâu. Chuyện này mặc dù là cái ý đồ là chơi beat ngay từ đầu nhưng mà không ra beat đây này. Hơi đen. À hay, ui gặp thằng này nhưng mà chưa chắc đã ăn ở đâu nhá. Thằng này to lắm, chưa chắc đã ăn được anh em ạ. Thằng này gặp sớm quá ấy. Gặp thằng này nó hơi bị sớm ấy. Ăn nổi không? Được không? Được không? Được không? Ồ, trông có vẻ như là được đấy anh em ơi. U nhờ, u nhờ, u nhờ, u nhờ. Mình xin nhá. Rồi. Trời ơi, cái quyết định mà up. Úi ôi, ra luôn 4 con bit này. Đùa chưa, cái quyết định mà up cấp ở trong cái round vừa rồi không thể nào mà có thể hợp lý hơn được nữa. Quá hợp lý luôn anh em ạ. Làm quả pha up cấp cắt chuôi. Hợp lý thật sự. Rồi. Chuyển dần sang bit rồi. Hiện tại là thực ra là có 4 bit rồi đấy. 4 bit 4 Glacier chở level 8 à. Thế thì có vẻ như chúng ta giữ 6 à, giữ 4 Glacier kẹp với một con heo này có vẻ ngon hơn. Trừ khi là bây giờ cho tôi mấy cái con bit lên 2 sao thì tôi chuyển. Không thì thôi, cứ để cái này khỏe hơn anh em ạ. Glacier. Ôi. Thôi, thế là đủ hộ luôn này. 6 bit luôn anh em ạ. Ây giời ơi, tôi cứ tưởng là nó không ra rồi cuối cùng nó lại ra đủ bộ. Thế chứ lị. Đủ bộ rồi. Bây giờ đây. Vẫn phải có một cái con làm co chứ, con heo đi. Tầm này tôi nghĩ là heo làm co cũng được. Ok chưa? Hay là như này. Như này thì có 3 warrior, thêm 3 warrior. Mà có khi là, thôi cái con heo này chắc là cũng bán thôi anh em ạ. Lên level 8 là sẽ là 2 glacier. Ui gặp thằng này ăn được không? 6 bit này, 6 bit này. Trông có vẻ như tôi ăn được đấy anh em ạ. Trông có vẻ như là ăn được. Ờ. Ui rồi, hai lần cắt chuối anh em ơi. Quá tuyệt vời. Rồi, hai lần cắt chuối và chúng ta có chuối. Và bây giờ chúng ta lên level 7 với 50 tiền. Đúng như là chúng ta eco trắng luôn. Eco trắng giống như là eco trắng vậy. Nhưng mà lại không phải là eco trắng. Ok. Rồi, đánh chuỗi thắng này sẽ cho chúng ta cái sự lựa chọn. Đấy là chuyển bài, counter đối thủ. Chúng ta sẽ lựa được. Chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta xem xét, để chúng ta lựa theo đối thủ. Đối thủ như trận này nếu mà không có Warlock thì chúng ta sẽ không cần phải giữ cái bộ beat này anh em ạ. Hiện tại tôi chưa thấy thằng nào có cái ý định là chơi Warlock cả. Mà hiện tại là có rất nhiều insect ở đây. Ngoài ra thì chỉ có kẹp thêm một con Shaman này. Và một cái thằng là hình như nó chính là cái bộ ngũ long hóa hình. Rất là rõ ý đồ. Đấy. Cái thằng top 2 là ngũ long hóa hình rồi anh em. Cái riêng cái bộ đấy tôi nhìn ra ngay. Không lệch đi đâu được. Chính xác là ngũ long hóa hình. Một trong những lineup huyền thoại của tuần cơm. Bây giờ mà nói chung ấy là cái bộ đấy nó thành cái bộ quốc dân rồi. Nên là tôi nghĩ là rất ít người nhớ đến cái việc là cái bộ đấy là do ai sáng tác ra. Đấy, cái người sáng tác ra thì chắc là anh em cũng không còn lạ gì nữa. Đấy, nhưng mà có thể là anh em đã quên. Nhưng mà không sao cả, anh em quên thì tôi lại nhắc cho anh em nhớ thôi. Dã man. Ok, bây giờ lấy cái chốt cái đồ gì nhỉ? Ở đây là có thể lấy được cái chém lan cho cáo đấy. Nhưng mà tôi chưa lấy vội. Tôi chưa lấy vội anh em nhá. Cái này từ từ. Cái đồ chém lan nó không phải là cái đồ. Nó gọi là chấn phái ấy. Nó không phải là cái đồ chấn phái. Nên là từ từ đã. Cái quan trọng là chúng ta chơi gì chúng ta chốt cái đồ chấn phái thôi. Cứ bình tĩnh. Biết đâu là chúng ta lại không chơi cái bộ beat đến cuối game đúng không? Ok, tôi bây giờ cái mục tiêu của tôi là phải giữ cái chuỗi này. Đến khi mà chúng ta lên được level 9. Ít nhất là như vậy. Ở đây là bọn insect là bắt đầu nó cho insect vào rồi đấy.
Đó, ê, trước này insect mèo là rõ rồi nhá. Hai thằng insect mèo kìa. Rồi, insect mèo. Đây, thằng này insect này. U, đừng thua nhá. U thiệt chết rồi anh em ơi. Thua luôn. Vừa mới nói là giữ chuỗi. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Thằng này cũng hay đấy, hay đấy. Nó kết hợp con súng và bộ insect là giữ máu đầu game. Đánh khá là khỏe. Thôi rồi, thế thì thôi đánh từ từ vậy. Từ tốn vậy. Ghê gớm phết nhà. Trận này là sẽ có insect này, ngũ long hóa hình này và một cái bộ god. Và tôi là chơi beat. Đó. Thế thôi, không có thằng nào chơi warlock cả. Vì vậy nên là nếu mà so sánh về tương quan lực lượng thì beat này chắc chắn là beat sẽ bị đuổi đấy. Nha anh em nhá. Beat được gặp insect thì rất là đuổi. Beat được gặp insect, beat gặp ngũ long hóa hình cũng sẽ đuổi đấy. Cả cái thằng này nữa. Thằng này thì chúng ta có cái con cáo 2 thì chúng ta không sợ lắm. Cáo 2. Cáo 2, gấu 2. Cái bộ này nhiều cái con 4 đô ấy, nên là nó sẽ không sợ cái bộ xa sau đi cướp bài. À đây rồi. Được, con này sẽ là cái con 4 đô tiếp theo này. Hiện tại là chúng ta chưa xác định được co là con nào, nên là tôi cũng chưa chốt những cái món đồ trấn phái nha anh em nhá. Từ từ đã. Nếu mà cáo nó sẽ là chém lan, còn nếu mà Medusa nó sẽ là cướp điên. Cướp điên, ba tia, các thứ hút máu trừ giáp thì nó sẽ là Medu. Ok. Rồi. Có lên bán Berserker giữ tiền không nhỉ? Thực ra lên 9 là G2 Glacier. 2 Glacier kẹp với cả Medu vào. Chuyện này có cái thằng nó chơi Hunter nhưng mà có vẻ Hunter đuối quá rồi. Cái bộ Hunter giờ yếu lắm, không chơi được đâu. Ui, sắp đi rồi này. Nhanh nhờ. Trận này nó kiểu beat với cả insect nhiều ấy. Nó đẩy kinh khủng khiếp luôn. Bây giờ hiện tại là đã có ở trước cái round 20 đã có hai nhà nó form được bộ insect rồi đấy anh em. Có hai nhà form được bộ insect rồi. Còn một thằng nó chơi assassin này, thằng này nó chuyển từ Shaman sang assassin rồi. Hay là vẫn là Shaman đấy nhỉ? Insect này. Ui. Quá nhiều. Quá nhiều insect trong một trận đấu anh em ạ. Bây giờ là còn 3 thằng. Cái thằng thằng Hàn Quốc sắp chết kia không form được cái bộ Hunter thì chắc là đi rồi. Bây giờ 6 Hunter để làm gì đâu. Tôi nghĩ là cái thằng ấy đi sớm thôi. Nếu không là nó phải chuyển về Exit sớm. Exit mới ra cửa. Thằng này cũng chơi insect đấy. Nhưng mà trận đấu này nó tốc độ. Ui đi luôn kìa. Ui rồi thằng Hàn Quốc đi luôn kìa. Hunter đi luôn. Trận này anh em thấy là hiện tại là có thằng nó là gọi là insect kẹp với cả hai heo rồi. Hai heo kẹp gấu rồi. Nó cái thằng đấy nó đẩy cực kỳ kinh khủng ấy nhá. Kinh khủng lắm. Đấy, tôi gặp thằng đấy có khi còn sấp mặt đấy chứ đừng nói là mấy cái thằng đang eco. Trận này là khả năng là chúng ta sẽ phải chuyển đấy. Anh em ạ. Chúng ta không chơi được beat đâu. Sẽ phải chuyển. Beat tôi nghĩ là chỉ giai đoạn giữa game khỏe thôi, chứ còn cuối game gặp mấy cái bộ kia đuổi lắm anh em ạ. Từ từ xem là chơi con nào là con co đã và chơi ở trong cái bộ gì đã. Ui từ từ nhá. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái nhẫn sinh lực luôn. Trận này phải ghép chống hồi máu á. Trận này chắc phải ghép chống hồi máu à. Chống hồi máu là bắt buộc phải có. Còn cái viên nhẫn còn lại ấy, thì nó sẽ có ba cái món đồ. Ở đây là có găng Takira này, có dây chuyền kháng và có cái chém lan là đều là những cái món mà có thể chơi được. Ví
Nếu mà để một lựa chọn một cái món ngon, tôi nghĩ nó sẽ là Gang Takira. Nhưng Gang Takira chúng ta có chuyển về Insect không? Cái vấn đề ở trận này có rất nhiều Insect. Thế nên là tôi sẽ ghép cái dây chuyền kháng anh em nhá. Đây là sẽ làm cái sự lựa chọn hợp lý anh em ạ. Trận này khá nhiều Insect. Dây chuyền kháng nó có khá nhiều tác dụng đối với cái bọn Insect ấy, nhất là những cái con như con bọ cạp hay là con bọ hùng. Nó có cái khả năng là stun, thì cái dây chuyền kháng này nó sẽ giúp cho co của chúng ta thoải mái ở trong combat, không bị những cái như kiểu cái mạng nhện hay là những cái như kiểu cái stun của mấy con kia nó cản trở cái việc gây đam. Đây rồi, cáo làm co. Vậy trận này cáo làm co nhá anh em nhá. Bây giờ chơi cái gì? Cáo làm co thì nó sẽ là một cái chém lan. Một cái chém lan và có thể là sẽ là một cái găng Takira nếu mà có đồ. Vậy là chúng ta đã chơi Insect à? Không. Không nghĩ là chúng tôi sẽ chuyển sang Insect để mà đấm với cái những cái nhà Insect đâu. Không. Chúng ta không chơi theo cái kiểu là chúng ta phải chơi cùng một cái bộ với cả đối thủ nha anh em nhé. Không. Tại sao chúng ta không chơi cái bộ counter đối thủ luôn mà chúng ta lại phải chơi cái bộ mà cùng với cái bộ của đối thủ, đúng không? À, tôi quyết định là tôi sẽ chuyển về là gì? 6 Warlock anh em ạ. Chắc chắn thôi. Nó sẽ là 6 Warlock. Thêm một cái tác dụng nữa là gì? Thêm một cái tác dụng nữa đối với 6 Warlock. Đó chính là chúng ta sẽ đấu với cái nhà này nữa. Cái nhà này này. Cái nhà này là một cái nhà nguy hiểm. Cái nhà này là một cái nhà nguy hiểm. Và chúng ta cần cái gì? Chính xác là chúng ta cần 6 Warlock để chúng ta nhây cái nhà này. Ok. Đó là cái lý do mà tôi sẽ giữ lại những cái con Warlock. Và chúng ta có khả năng là giữ lại cả cái con Medu nữa. Con Medu sẽ được giữ lại để chúng ta kẹp thêm cá vào. Kẹp cá để phòng cái trường hợp là chúng ta sẽ phải gặp cái bộ ngũ long hóa hình, nhưng mà late game nó sẽ là rớt, nó sẽ là 5 rồng 5 đô và tung trưởng. Đó. Ok nhá. Trên này có một thằng nó đang có ý định là chơi, không biết là có phải là chuyển sang là Saman không, 6 Saman không. Nhưng mà đấy nó cũng là một cái dấu hiệu tốt đấy. Bởi vì nếu mà chuyển sang 6 Saman là gần như chúng ta chuyển sang 6 Warlock, chúng ta counter được vào cả 6 Saman và cả Insectoid luôn. Đấy, cái đoạn đầu game mà tôi đã nói với anh em là đề phòng trường hợp là có thằng chơi Warlock nó counter vào hai bộ đấy thì tôi chơi beat. Nhưng mà bây giờ không có thằng nào chơi thì tôi chơi nhá anh em nhá. Tôi chính là cái thằng mà chơi để counter vào hết đấy. Hóa ra lại chính là mình anh em ạ, chứ không là ai khác. Chính là mình là cái thằng mà cần phải đề phòng. Ok. Tất nhiên là bây giờ beat thì thua rồi, không ăn được. Bị đẩy khiếp phết đấy. Bây giờ chúng ta là beat thì đương nhiên là chúng ta sẽ thua. Nhưng mà tí nữa chúng ta là 6 Warlock thì chúng ta sẽ không thua đâu. Hiện tại là chúng ta cũng có 4 Warlock rồi. Sáu Warlock của chúng ta còn kẹp được 4 bit đấy anh em ạ, kẹp được 4 bit. 6 Warlock là kẹp 4 bit và kẹp thêm Medusa. Nó sẽ có thêm con Medu khống chế nữa anh em nhá. Vẫn đủ slot. Rồi. Thằng kia khả năng chuyển về 6 Saman thật. Kẹp với cả Doom làm co. Rồi, Insect này. Nói chung là gặp thằng này thì vẫn bị thua, có khả năng thua đó. Ăn được không? Tôi nghĩ là cũng khó đấy anh em ạ. Khó. Tầm này khó. Chưa chuyển bài thì sẽ không ăn được thằng này đâu. Nhưng mà chúng ta mất ít máu thôi. Ít máu thôi. Ui 32 máu ạ. Mất nhiều phết đấy. Máu tụt rất thấp rồi đấy nhá. Đây là round 26 lên 10 là xả hết tiền luôn. Form bài ngay về cái bộ Warlock cho tôi còn kịp. Không là bay màu sớm. Hai round thôi là bay màu. Không về Warlock nhanh là hai round là bay màu đấy anh em. Biết là bây giờ không trụ đâu. Bây giờ 6 beat không trụ đâu. Gặp bọn toàn những cái thằng counter mà. Beat bây giờ không trụ được.
phải chuyển sang Warlock sớm, càng nhanh càng tốt. Trận này là Warlock là chơi là co vào bàn tay luôn đấy, chơi co cáo luôn đấy, chứ không phải là ác mộng đâu. Đây đó là một pha gọi là chuyển theo kiểu là dựa vào cái thế trận của trận đấu thôi, chứ còn không phải là chúng ta có cái xác định ngay từ đầu, nên là nó cũng không phải là cái bộ God ác mộng được. God ác mộng, God Warlock ác mộng thì nó sẽ mắc binh, không có đồ thôi, random thôi. Đó, chém lan rồi, đương nhiên rồi. Ok. Rồi. Up cấp lên. Thiếu một con Warlock anh em nhá. Roll nốt. Kiếm Warlock. U đều rồi. Rồi, 6 Warlock rồi. Được chưa? 4 beat 6 Warlock. Ok chưa? Rồi, đấy. Đơn giản nó chỉ là như thế thôi. Secret Lancer này. Anh à. Từ từ nha. Không lên được cái con gấu lên được 2 sao nhỉ. Lại ra thêm con cáo này. Con này phải mua đó. Đã nuôi cáo nuôi lên 3 sao luôn. Cái bộ Warlock của tôi nó hơi mỏng anh em ạ. Toàn 1 sao thôi. Rồi tạm thời bán con Illicorn này đã. Trận này chắc nuôi Medusa rồi nuôi cáo lên 3 sao. Ok gặp Insect rồi đấy. Insect kẹp với cả mèo. Không sợ, tôi chuyển sang 6 Warlock rồi bạn ơi. Vô tư. Vô tư. Vô tư. Ui rồi. Tôi đã nói là vô tư mà. Đấy, nếu mà vừa lấy nó là beat ý, thì chúng ta chắc sấp mặt với đau này rồi. Nhưng mà chuyển sang Warlock thì nó lại câu chuyện khác anh em nhá. Ok. À đây rồi. Đấy. Được. Bỏ này đi. Được rồi đấy. Ngon. Rồi bây giờ chỉ đưa cái bọn này lên 2 sao hết thôi anh em ạ. Làm nào có thể đưa được bọn này lên 2 sao. Chỉ ít là con gấu lên 2 sao đã. Rồi tôi cần con gấu lên 2 sao đã nào. Ở đây chúng ta vẫn có 4 bit nhá. Tức là cái lượng đam là vẫn có. Nó chỉ không có cái lượng stack đam thôi. Nhưng mà cái lượng đam từ bit ý là cộng 40% đam là vẫn có. Là đấm vẫn rất khỏe. Đấm vẫn rất khỏe luôn. Đây rồi, Saman rồi anh em ạ. Đó, nhưng mà tôi chuyển sang 6 Warlock của tôi không sợ này đâu. Ai chắc chắn là đâu đi. Đi rồi. Ok bạn ơi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Giáp xoay à? Không. Tí nữa để găng tay Kira ngon hơn. Đây, ghép cái BKB này. Slot giáp này lấy cái BKB thôi. BKB cũng rất là hợp lý luôn. Có cái đồ kháng vào. Chống khống chế. Đen nhỉ? Rôn không ra con Warlock luôn. Ui, ra gấu này. Thôi, chắc là bỏ Secret Lancer đi nhá. Thằng nào cũng đủ bộ rồi ấy. Bỏ đi. Thấy chưa? Như này ổn không? Ổn đúng không? Thôi bỏ cái này đi, đủ à? Đủ bộ à? Chuyện này không cần Secret Lancer bởi vì là đánh với toàn Insect mà. Đánh cái thằng này gót nhưng mà nó có bắn trưởng đâu. Nên là chúng ta không cần phải có một cái con kháng phép mạnh làm gì cả. Secret Lancer nó chưa chắc nó ngon cáo đâu anh em ạ. Cáo này đưa lên 3 sao, Secret Lancer 2 sao thôi. Vẫn bị bắt như thường. Ok, lại gặp Insect mèo này. Nhưng mà bạn ơi, tôi khỏe lắm. Càng. Bình thường mà là beat ý, thì là mất rất nhiều máu ấy. Nhưng mà chuyển sang 6 Warlock rồi. 6 Warlock một mình con cáo solo hết. Ơ kìa bạn. Trời ơi 10.000 máu đánh bao giờ mà chết. Anh em thấy chuyển bài được không?
chuyển bài như thế này là cầm chắc chiến thắng rồi còn gì nữa. Đó. Cái lợi thế ở giai đoạn này là do chúng ta phân tích tốt thôi. Chúng ta phân tích lấy cái đội hình counter đối thủ thôi. Dự đoán đối thủ chơi insect nhiều, chuyển sang cái bộ này ăn hết anh em ạ. 12k máu thì bọn này ăn cái kiểu gì được. Kể cả tôi không giết được bọn nó tôi cũng hòa. Đấy, nói cho nhanh. Chắc chắn là hòa. Con cáo này không bao giờ bị đứng ở trong cái tơ nhện mãi được. Bởi vì nó lăn ra mà, nó lăn ra ngoài mà. Đấy. Nó lăn ra ngoài nữa nên là yên tâm. Chắc chắn là nhây được. Ok chưa? Quá ok. Chúng ta cứ nhây cho đến khi nào cáo lên được 3 sao thì là chúng ta vô địch thôi. Anh em ạ. Cứ 4 bit, 6 warlock. Vã hết. Không thằng nào ăn được luôn. Con cáo này chắc chắn tí nữa nếu mà có thêm một cái nhẫn hồi máu tôi sẽ ghép Kira luôn. Và lúc đấy máu của nó sẽ không phải chỉ là 12k máu đâu mà có thể nó sẽ lên tới 20k. 20k máu. 20k máu ấy, lúc đấy nói chung ấy là các bạn xác định luôn là các bạn chơi từ từ đến chết rồi. Rồi, ok. À cái đao này nó cướp được cái con cáo của tôi đúng không? Ok, rồi nhưng mà rồi sao? Rồi sao? Ok, tỉnh lại rồi. Lại tỉnh lại rồi. Thế bây giờ kiểu gì giết được con cáo này? Bây giờ cái kiểu gì giết được con cáo bạn ơi. Thấy chưa? Chuyển sang cái bộ này nó đấm được tất cả luôn anh em ạ. À. Ba thằng còn lại là xử hết. Ôi giời, một mình con cáo tôi là xử hết này anh em này. Một mình nó giết 10 con luôn. Quá là ok. Rồi. Đấy, bây giờ có khi là chúng ta tích tiền được rồi đấy. Nhưng mà tôi vẫn muốn là con gấu lên được 2 sao. Con Phelom lên được 2 sao. Để cho là gì? Để nó không bắt được con cáo của tôi. Cái con Sasori nó sẽ bắt. Ở đây là chúng ta có tới 5 con 4 đô. 6 con 4 đô anh em ạ. Có 6 con 4 đô cơ mà. Cái line up này. Grim này. Medusa này. Sao Ripper này. Gấu bố này. Đấy, Velomancer này. Và cuối cùng chính là con cáo. Có tới tận 6 con. Thế thì làm sao mà có thể với tỷ lệ mà bắt được chúng con cáo là rất thấp. Chỉ có một mình con heo của đối thủ là bắt được cái con 4 đô thôi. Đấy. Thế là bình thường tỷ lệ cứ cho nó là 100% bắt được cái con cáo của tôi đi. Đấy thì bây giờ ấy nó chỉ còn khoảng 15% thôi. 15% thế là coi như là ok lắm rồi. 15% là rất là khó để bắt trúng con cáo nhá. Rồi. Tôi sẽ lấy cái dây chuyền kháng. Ok. Vậy là chắc chắn là chúng ta sẽ có thể là chọc được trong combat. Không bị cấm đánh, không bị khống chế. Cái việc còn lại đó chính là chúng ta nhây đến cái lúc mà con cáo lên 3 sao thôi anh em ạ. Đó. Nhưng mà vẫn phải là kiếm mấy cái con 4 đô lên 2 sao nhá anh em nhá. Vẫn phải kiếm 4 đô lên 2 sao để tăng cái tỷ lệ chống cái bị cướp bài. Đấy, Sasori rồi nó đang top 1 rồi đấy. Nó lên top 1 rồi đấy. Đấy, còn hai cái nhà insect. Nhưng mà tôi nghĩ là nhà insect này đấm nhà Sasori thôi anh em ạ. Nhà insect mèo này chắc chắn là có cửa là đấm cái nhà Sasori ấy. Sasori không đấm được insect mèo đâu. À, nhìn là 36 máu nhưng mà khả năng là nó sẽ đi trước ấy. Hai cái nhà insect đều là những cái nhà có thể đấm được cái nhà Sasori. Lắc thế. Ui gặp thằng nào đây? Insect súng. Ok, gặp thằng insect súng ra được con mèo 5 đô rồi kìa. Cũng ra được con mèo 5 đô rồi đấy. Kết hợp với hai mèo à? Đây là căng quá nhở. Súng kết hợp với hai mèo, súng có đô. Ây à, căng. Ui nhưng anh em nhìn kìa. Con cáo của tôi nhìn trông nó vẫn trì lắm anh em ạ. Trì lắm. Chì lắm. Rồi, chọt chết được con súng rồi anh em ơi. Hải ông. Nếu mà là bit thì chắc là đi từ lâu rồi anh em ạ. Nếu mà 6 bit thì chắc là tôi bay màu từ lâu rồi. Làm gì còn được như đến tận bây giờ như này. Nhưng mà bây giờ sắp có chuỗi thắng rồi. Đấy, anh em thấy không? Ơ, bị lag anh em ạ. Có chuỗi thắng trước khi hết trận luôn mà. Đấy. Ôi, cái thằng insect đi rồi. Vậy là thằng insect đi rồi nhá anh em nhá.
Vậy là cái thằng Sasori nó ăn được cả thằng Insect luôn. Điều nhờ. Sasori ăn được thằng Insect. Mèo cơ. Càng ấy. Ok. Thì cái trận này thì có cần Doom không? Chơi với cả cái thằng God. Chúng ta nếu mà kẹp Doom vào cho nó an toàn thì cũng được. Đây gặp thằng này thì cáo lại bị bắt kìa. Cay nhờ. Toàn bắt vào mấy cái con chủ chốt của tôi thôi anh em ạ. Toàn bắt vào mấy con chủ chốt của tôi thôi. Nhưng mà thả ra thì tôi lại giết. Tôi lại giết hết. Ồ. Mày. Ồ ồ ồ như nào như nào như nào. Ồ cũng càng đấy. Cũng càng đấy. Cũng càng đấy. Ô kìa. Ô kìa. Không lăn được kìa. Không lăn được này. Ây à càng đấy. Càng đấy. Tôi vẫn thua này. Mẹ con heo nó vẫn sống kìa. Con heo của nó vẫn sống. Ui dùi ui. Chọc đầu thật sự luôn. Chọc đầu thật anh em ạ. Cáo chọc đầu đấy. Ok cáo này chắc chắn là ưu tiên lên 3 sao rồi. Vậy là round tiếp theo lại gặp thằng Insect. Gặp thằng Insect thì chắc chắn ăn. Còn gặp cái thằng God thì cũng vẫn hên xui đấy. Vẫn hên xui đấy. Nếu mà con cáo nó không được thả ra trước khi mà nó hết giờ ấy là chúng ta thua đấy nhá. Con cáo nó phải bị thả ra cơ. Nó phải được thả ra. Còn nếu mà nó bị trói đến lúc mà tất cả những cái con cờ của tôi nó chết hết ấy là chúng ta bị đẩy tràn nhà luôn á. Đấy. Tức là một là gì? Một là chúng ta sẽ giành chiến thắng. Hai là chúng ta sẽ mất 32 máu. Dã man. Mất 32 máu là có thể đấy nhá. Không phải không thể đâu nhá. Rồi thằng này thì ăn được thôi. Thằng này thì nó có đủ cái bộ hai mèo kẹp với cái Insect rồi. Tôi nghĩ là cuối cùng thì cũng chỉ là cái con cáo của tôi sống thôi anh em ạ. Còn tất cả chết hết rồi. Ui cáo này. Ui tôi chết rồi chết rồi. Cáo kiểu gì đấy. Quay đúng rồi xoay đi. Ui nhưng mà trông có vẻ như mất nhiều máu quá nhở. Có dây chuyền kháng rồi. May quá anh em ơi. Lăn ra khỏi mạng nhện. Đúng rồi. Hay. Vẫn cựa được. Vẫn cựa được. Vẫn cựa được. Vẫn cựa được. 4.000 máu cơ mà. 4.000 máu cơ mà. Ok. Vẫn cỡ được. À. Anh em nhìn ở cái sân bên kia kìa. Anh em biết cái điều gì xảy ra không? Cái thằng Insect nó ăn được cái thằng Sasori đấy anh em. Sasori còn 20 máu kìa. Vậy là cũng chưa biết được thằng nào top 2 đâu. Anh em ạ. À, tôi chắc chắn top 1 rồi. Tôi chắc chắn là top 1 rồi. Đấy. Còn cái thằng top 2 thì chưa biết được đâu nhá. Thằng top 2 thì tôi nghĩ là có thể là thằng Insect đấy. Không phải là thằng Sasori đâu. Mà tôi thì cũng có ác cảm với cái thằng Sasori ấy. Nên là round này chắc là tôi giết thằng Sasori luôn anh em nhá. Đập trứng luôn cho Dark Spirit đi. Không giữ quả trứng này cho con cáo làm gì cả. Anh em ạ. Thôi. Luôn không ra được Dark 2 thì đập trứng luôn. Trận này buộc phải giết cái thằng kia. Buộc phải giết chết thằng kia. Chúng ta giết chết cái thằng Sasori. Ơ à gặp bóng không sao. Bóng của tôi sẽ giết. Bóng tôi sẽ giết chết nó. Rồi. Ok bạn ơi. Round 34 kết liễu cả hai không. Thực ra là cũng khó. Cũng khó. Tôi nghĩ là chỉ có cái con cáo lọt thôi. Ok. Ui ui anh em ơi. Mày chết chưa. Cho mày chừa. Cáo. Tôi rất ghét cái thằng nào chơi Sasori. Tôi nói thật với anh em. Mặc dù là tôi chơi cái bộ đấy nhiều nhưng mà tôi cực kỳ ghét. Đây rồi chúng ta có cái món đồ găng tay Kira này. Anh em thấy chuẩn không? Tôi tính quả chuẩn. Tôi bảo kết liễu nó là kết liễu luôn mà. Tôi đã cố tình đập trứng cho con Dark Spirit thì làm sao mà nó thở được. Không thở được anh em ạ. Rồi. Vậy là chúng ta chắc là cái round 36 là round cuối rồi anh em ạ. Round này mà cho tôi cái găng tay Kira thì là ngon lành luôn. Đấy. Round này cho găng tay Kira chắc chắn round cuối nó sẽ là round 36. Còn nếu mà không có găng tay Kira thì cũng chưa chắc đâu. Còn 9 máu cơ. 9 máu là cũng phải lọt. Ít nhất là 2 con đấy. 2 con mới được. Đấy. Súng của nó lên 3 sao rồi. Ok. Hy vọng là có găng tay Kira cho tôi.
Chúng ta có 3 tầng hiền tế đấy nhá, không ít đâu nhá. 3 tầng đấy. Ui không có, thôi được. Không sao. Cũng không sao hết anh em ạ. Vẫn ngon. Đùa được rồi. Từ từ nhá, không được, không được, bỏ món này à. Đây. À hay là bỏ cái này ra. BKB không cần đâu. Lấy cái găng tay Kira này ngon hơn này. Cho nó trâu. Rao này chỉ cần con Medu hoặc là con Dark Spirit sống thôi là thằng này nó đi. Nó lên được con mèo 3 sao và con súng 3 sao. Ok, cũng mèo cũng full đồ đấy. Hai con hai có hai con mèo, hai con Civet thì nó sẽ có 3 con mèo full đồ. Ok. Không sao cả. Chúng ta vẫn chơi được thôi. Bộ này là bộ counter mà. Dark Spirit đang hồi máu rất khỏe ở đây. Medusa không trụ rồi. Vậy là chỉ mong là con Dark Spirit không được rồi. Vậy là trận này là gì? Ui vẫn còn thua này. Ui sao nó khỏe đấy nhở. Ui thì chết rồi. Lăn. Đúng rồi. Đúng rồi. Ui rồi ui. Lăn ra chọt phát chết hết luôn. Hay quá. Vẫn phải là lăn ra ngoài cái mạng nhện thì mới ăn được. Đứng ở trong mạng nhện kìa. Ơ kìa. Lăn ra. Đúng rồi. Ô kìa. Nhưng mà sức sống có vẻ đang rất là dai dẳng ở đây. Còn một tí máu thôi anh em ạ. Nhưng mà súng bị bớ vào là thua. Chạm nhẹ vào con súng mất hết máu luôn. Chạm nhẹ vào là bay màu. Cáo khỏe lắm anh em ơi. Vậy là vẫn phải đến cái round 37 mới kết thúc anh em ạ. Càng thật sự. Con cáo của tôi ra vừa rồi là tí chết. Nhưng mà thực sự rất là sức sống rất là mãnh liệt luôn. Ở cái round vừa rồi. Ok. Bây giờ thì cáo này lên 3 là khó rồi anh em ạ. Lên 3 sao là khó rồi à. Tôi nghĩ là thôi thì cứ thế này thôi vậy. Không có găng tay Kira. Nhưng mà vẫn có thể ăn được. Ok bạn ơi. Anh em thấy không, tính toán đến những cái bước tính toán ấy ở cái giai đoạn đầu game ấy, nó dẫn đến là cái gì? Nguyên nhân là kết quả ấy. Kết quả là một cái cuối game nó nhẹ nhàng. Nó cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Khi mà chúng ta chọn đúng lên văn minh. Đấy, chọn đúng lên văn minh counter và hết bọn nó là xong. Rất là nhẹ nhàng. Ok bạn ơi, thôi trò chơi kết thúc lần này, lọt hai con nhá. Nẽ ra là phải lọt từ cái round trước, đúng không anh em? Ui giời, đó chính là cái công dụng của cái việc là chúng ta chọn đúng lên văn minh, chúng ta counter vào toàn bộ đội hình địch nhờ cái việc là phán đoán cái bọn đối thủ của chúng ta chơi cái gì. Anh em thấy nó cũng rất là hiệu quả đấy nhá. Rồi, và một lần nữa tôi xin được chúc mừng sinh nhật anh em Long Nguyễn nhá. Hy vọng là anh em sẽ thấy clip này hay và ý nghĩa đối với anh em trong ngày sinh nhật của anh em. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Live up 5 rồng 9 mét quay trở lại rồi anh em ạ. Già quét ra cực kỳ mãnh liệt luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Tận cùng của sự bất lực cho đối thủ, mọi cố gắng đều vô nghĩa anh em nhá. Hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.